gia đình Trường Sơn, Thanh Loan, nghề nói nghề. Nhắc đến gia đình nghệ sĩ Trường Sơn, Thanh Loan, người đồng nghiệp nào cũng tấm tắc khen ngợi sự hiếu thảo, hòa mình vào công việc, tiếp nối những sáng tạo cho đời sống sân khấu luôn tỏa sáng. Dễ nhận thấy sự đúc kết riêng trong hành trang nghệ thuật của gia đình Tùng Cổ, Bầu Thắng, Minh Tơ, đó là một thế giới mà các nhân vật đều vào trung hiếu, lễ nghĩa để xây dựng. Đáng nói hơn là tâm huyết phát hiện và uốn nắn những cái mầm non sân khấu như là tâm nguyện của những người đi trước để lại đến ngày hôm nay trong số những cái học trò cưng của gia đình Bầu Thắng Minh Tơ đã rất tự hào khi nhắc đến ba diễn viên trẻ là ba chị em ruột. Ngọc Trinh sinh ngày 8 tháng 10 1975, Tú Sương 30 tháng 12 năm 1977, Thanh Thảo 10 tháng 10 1982. Cả ba đều là cháu ngoại của nghệ sĩ Minh Tơ, là con gái của vợ chồng nghệ sĩ Trường Sơn và Thanh Loan. Còn nhớ cách đây 12 năm, khi các vở Cóc Kiện Trời, Cầu Vồng và Đàn Thỏ, Của Cải Khổng Lồ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của nhóm Đồng Ấu Bạch Long vừa ra mắt khán giả vào dịp Trung Thu, khắp nơi người ta đều nhắc đến những cái tên diễn viên nhí quen thuộc. Các em xuất hiện thường xuyên trong cái chương trình Những Bông Hoa Nhỏ trên HTV, rồi có lúc tự giới thiệu về mình qua các vở cải lương thiếu nhi mà nghệ sĩ Bạch Long dàn dựng. Trong số hơn 20 học trò, Trinh Trinh, Tú Sương, Thanh Thảo được thầy Bạch Long chú ý nhất. Cả ba tuy còn rất nhỏ nhưng đã được cha mẹ cũng như là thầy Bạch Long huấn luyện để có thể nối nghiệp gia đình. Có đến quan sát nét diễn và tính cách của mỗi thành viên trong nhóm Đồng Ấu Bạch Long sẽ thấy chú ý đến ba cô gái sáng duyên sân khấu. Ngày càng lớn, họ rất là giống nét diễn của nghệ sĩ Thanh Loan, bởi từ khi mang thai cho đến lúc các con khôn lớn, không ngày nào chị rời xa đình Cầu Quan, khu xóm nghèo lao động, quanh năm suốt ngày chỉ quanh quẩn với chuyện nghề hát và thế giới. Đó cũng là một cái phần chắt lọc để nghệ sĩ Bạch Long hình thành nhóm Đồng Ấu, cần mẫn xây dựng những cái hình tượng nhân vật rất đẹp trong đôi mắt trẻ thơ. Thật sự thì Tú Sương có nét diễn sinh động nên thích hợp với những vai đào nhí. Tuy cô bé mới chập chững vào nghề nhưng đã giống mẹ từng cái liếc mắt, nụ cười và giọng nói. Thanh Thảo thì có cá tính lý lắc chẳng kém những vai hài của mẹ. Xem bé diễn vai Quách Hải Thọ trong vở Bao Công Vô Lò Gạch sẽ thấy ngay nét duyên dáng đáng yêu được thừa hưởng từ những vai hài của thầy Bạch Long cũng như của ba mẹ. Còn Ngọc Trinh có vẻ khiêm tốn hơn với những vai phụ, đôi khi chỉ lướt qua sân khấu. Song không vì thế mà làm cô lơ là với các nhân vật được giao. Xem Ngọc Trinh diễn trong một vài vở cải lương thời kỳ đầu của Đồng Ấu Bạch Long sẽ thấy ngay sự chững chạc, tự tin, nhất là vai Ỷ Lan Hoàng Hậu, vở Tô Hiến Thành Sự Án. Nghệ sĩ Tú Sương thì đã nhiều lần tâm sự, từ khi lớn lên bước chân vào nghề hát, chúng tôi hiểu rõ hơn sự vất vả của cha mẹ. Có những suất hát mẹ bị sốt cao nhưng vẫn ra sân khấu. Tinh thần học hỏi và đặt trách nhiệm lên trên hết của cha mẹ luôn là bài học soi rọi bước chân vào đời của chị em tôi. Thỉnh thoảng thì nghe ba kể về sự đóng góp tích cực của ông bà ngoại Minh Tơ Bãi Sự, ông bà nội vợ chồng nghệ nhân đánh trống Bãi Đực, tôi đã hiểu rõ hơn ý thức cần bảo vệ nghề nghiệp truyền thống của gia đình. Đó là cố gắng vun vén những cái bài học kinh nghiệm cho nghề. Năm 1992, Tú Sương vinh dự đoạt huy chương vàng giải Trần Hữu Trang với vai Thượng Dương Hoàng Hậu. Mẹ là người đặt theo sát cô để phân tích, chỉ dạy từng đường nét, nhất là sâu chuỗi một cách có hệ thống sự biến đổi tâm lý của nhân vật. Đối với sự nghiệp của ba chị em cô, nếu không có công ơn dìu dắt của ba mẹ thì khó mà đạt được những cái hoài bão đầu đời. Riêng nghệ sĩ Thanh Thảo, cô nhớ nhất kỷ niệm năm 1994 khi cả nhà cùng có mặt trong vở cải lương Mộc Quế Anh trên sân khấu Đoàn Sông Bé Hai. Khi đó thì ba cô đóng vai Dương Lực Sứ, mẹ thì đóng Dư Thái Quân, Tú Sương thì đóng vai Mộc Quế Anh, Ngọc Trinh thì đóng vai Bác Nương và Thanh Thảo vào vai Mộc Hoa. Đó là cái thời gian mà cả nhà vui nhất vì đêm nào cũng có mặt tại sân khấu. Khi thì mẹ sắp tuồng cho ba, lúc ba làm mặt cho cả ba chị em. Nghệ sĩ Thanh Thảo nói, cuộc đời này nếu không có tình thương yêu quý của ba mẹ thì chúng tôi sẽ không thể vững niềm tin theo nghề hát. Nghệ sĩ Ngọc Trinh thì xúc động, sân khấu đang ngày càng khó khăn, chỉ còn Rạp Hưng Đạo, Sáng Đèn,
đời sống diễn viên vô cùng bấp bênh. Đã nhiều lúc chị em tôi xin ba mẹ cho nghỉ hát để đi tìm một cái công việc gì đó để mưu sinh, nhưng ba mẹ dứt khoát ngăn cấm. Ba luôn nói nghề hát trong xã hội hôm nay luôn cao quý, cho dù có khổ cực đến mấy cũng phải theo nghề. Chúng tôi nguyện một lòng một dạ với sự hưng thịnh của sân khấu tuồng cổ, một cái bộ môn nghệ thuật mà mấy đời qua gia tộc tôi vẫn quyết tâm gìn giữ và phát triển. Riêng nghệ sĩ Trường Sơn, anh tinh thế hệ thứ 6 của gia đình Bầu Thắng Minh Tơ, nghĩa là cháu ngoại của anh, rồi sẽ tiếp tục lấy chữ đức nói chữ nghiệp để mãi mãi thế hệ sau luôn được thế hệ đi trước nâng đỡ và là điểm tựa cho sự phát triển của nghệ hát.